Nhìn mắt khảo Xin chào các bạn Bây giờ chúng ta tiếp tục học phần tiếp theo của bài 2 Đi ở cửa Đi ở cửa Đi ở cửa Đi ở cửa Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tiếng Trung Nguyên văn là Hán ngữ Hai Hạn Hạn Gửi Bây giờ là từ khó Nán Nán Rất khó Khẩn nán Khẩn nán Khó không? Nán mà. Nán mà. hãy nhắc lại từ Hán ngữ hay tiếng Trung? Khải ngữ, Khải ngữ, Tiếng Trung rất khó. Khải ngữ khẩn nán. Hải ngữ hẳn nán. Tiếng Trung khó không? Hải ngữ nán mà. Hải ngữ nán mà. Tiếng Trung rất khó à? Hải ngữ hẳn nán mà. Hải ngữ hẳn nán mà. Bây giờ là cách trả lời không khó lắm. Trước tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói không lắm, không quá. Bú thải Bù Bù Thải Thải Bú thải Bú thải Hãy chú ý ở đây là từ bù đi với một thanh bốn là thải. Pù sẽ đổi dấu thành thanh hai đọc thành pú. Pù thải đọc thành pú thải. Hãy nhắc lại khó. Nán. Nán. Không quá, không lắm. Pú thải. Pú thải. Không khó lắm, nguyên văn là không quá khó. Pú thải nán quá thải nán tiếng trung không khó lắm, tiếng trung không thải lắm, không bận lắm, tiếng trung không khó lắm, không tiếng trung khó không 汉语难吗？汉语难吗 lắm，不太难，不太难。